Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang Chính Cổ Ngày Xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm theo dõi của mình xuân dần qua. Bác nào mà chưa kênh em nhấn đăng ký kênh màu đỏ có phải dưới video và nút biểu tượng vào chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi nhắn rất nhanh số điện thoại bác ngày nào ngày video để tránh mất thời gian làm cho vào phim ngày hôm nay. Phim ngày hôm nay con cứ kính đó là phim đo dáng quả trứng size to bản to size 40. Trước tiên bây giờ mình tổng quan bên ngoài trước và sau đó chi tiết bên trong nó gồm có cái gì. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826. Càng phải nó có cái chữ phim đo 20 phần nghìn. Càng phải chữ phim đo 20 phần nghìn rất là rõ ràng. Mạnh mạnh. Chi tiết nhá. Giá cái này là 4.200.000 hay gọi là 4.200k. Các bác mua đâu các bác mua nên lựa chọn bán lâu năm thường uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn em và một số anh em chưa đồ cổ. Mua bán đồ cổ là hai mấy năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại trên 20 năm. Đó là cái giá trị luôn luôn được khẳng định đến thương hiệu. Em khuyên các bác là mua bán một sự nhà có làm sao em vạ được. Chỉ cần ngày nay rất nhiều đối tượng xấu họ bán hàng qua trang mạng xã hội là không địa chỉ, không số điện thoại, thậm chí có đối tượng lưu manh là sử dụng số điện thoại tam quý tứ quý như 3 con 8 rồi 3 con 9 rồi là tứ quý 5 rồi ngũ quý 3, cái thứ là em thấy là rất nhiều anh em phản ánh chia sẻ với em là những đối tượng này đã lừa những rất nhiều cái kính cơn bọc vàng ở đầu giá 8,5 triệu hay giá 15 triệu hay là kính amo nhái rồng kêu vòng đúc mà 3,5-4 triệu, rất là nhiều anh em bị dính hay là các bác hết sức cẩn trọng trong cái này đó, tức là mình phải lựa chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm đấy. Chứ còn nếu mà đã chọn những cái chỗ mà nó không có địa chỉ hay thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại đi liên tục, rồi những đối tượng xấu là mua bán là hẹn nửa đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, hẹn trên tòa nhà, trên chung cư, hẹn cà phê, không hẹn hẹn được anh ở đâu em mang qua xem muốn mua thôi, thì rất nhiều anh em bị dính trong cái chiêu trò đấy, thì các bác hết sức cẩn trọng vấn đề đó. Mua bán bên em thì rất là rõ ràng rành mạch, với hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản, bác ship, bác nào chọn ship quốc thì vui làm đặt cọc trong ca. Thế còn về thời gian bán hàng thì là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể ngày lễ ngày Tết, với điều kiện điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến là suất của em đi vắng có những công việc riêng thì các bác cứ điện thoại trước để nguyên kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa rồi đấy, rất là rõ ràng dành mặt chi tiết nhá. Phim đo giá của chúng ta 4,2 triệu. Vâng, em đi rất nhanh và phim ngày nay để kết thúc. Bác nào mà chưa có kênh của em có thể yêu quý thích kinh kính cổ kính xưa, các bác thể đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới và biểu tượng vào chuông để mỗi khi lên kênh thì YouTube gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác vì ngày nào hàng ngày đấy video. Vâng, xin chào bác.